Quý vị thân mến, với mong muốn giúp thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục học tập rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ, Đoàn Thanh niên phường Hưng Phú đã triển khai thí điểm mô hình em nuôi của đoàn. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cấp đoàn đội trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, giúp đỡ các em có thêm ý chí và niềm tin sống tốt, xây dựng những ước mơ tươi đẹp trong tương lai. Em NTT, sinh năm 2014, sống tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng, là một trong những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được ban chấp hành đoàn phường lựa chọn hỗ trợ trong mô hình em nuôi của đoàn. T bị ảnh hưởng nhiễm HIV từ trong bụng mẹ. Năm 3 tuổi thì T mồ côi mẹ, cha đi tù. T được sự chăm sóc đỡ đần của bà nội, nay đã 70 tuổi. Trên T còn có người chị gái học lớp 5. Các bà cháu hàng ngày sống vào nghề buôn bán thuốc nam tại chợ Cái Khế. Hiện nay, việc buôn bán phải dừng. Một phần ảnh hưởng của dịch Covid-19, cũng như bà T phải ở nhà chăm sóc cháu. Thấu hiểu hoàn cảnh, đoàn phường Hưng Phú đã nhận hỗ trợ cho gia đình mỗi tháng 300.000 đồng nhằm giải quyết một phần khó khăn trước mắt. Vui chứ, tại vì cũng được nhà nước nè, đồng thể quan tâm tới con cháu mình với gia đình mình, mua quà cho nó ăn uống để cho nó có sức khỏe. Thì muốn cho cháu nó đi học biết chữ ấy, để không thôi nó thua kém. Tại sau có dịch Covid á thì nhìn thấy một số em nhỏ là có hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên cái việc mà mình đưa cái nhu yếu phẩm cũng như là hỗ trợ đến các em thì rất khó khăn, và nhận thấy một số mạnh thường quân nó ở xa là cũng không có gửi lịch được cho các em á, thì mình là một cái nhịp cầu nối để cho những cái mạnh thường quân đó là có thể là gửi được cái tấm lòng cũng như một chút ít cái giúp đỡ cho các em, và đồng thời là cũng học hỏi từ cái đơn vị bạn là đơn vị đoàn phường Pleiku là có cái mô hình này, thì qua đó là cũng hỏi và trao đổi các bạn để phát triển cái mô hình ở tại địa phương mình. Theo ban chấp hành đoàn phường, trên cơ sở hiệu quả mô hình sẽ tiếp tục nhân rộng. Theo đó, phấn đấu năm 2023 nhận ít nhất 3 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị, hiện thành phố Cần Thơ có hơn 263.200 trẻ em, chiếm tỷ lệ 20,9% dân số. Trẻ em dưới 6 tuổi là trên 86.000 trẻ, chiếm hơn 7%. Trong đó, gần 1.500 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và 10.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Việc thí điểm mô hình em nuôi của đoàn như chúng ta vừa theo dõi đã phần nào cho thấy sự lan tỏa tinh thần chung tay, góp phần làm tốt công tác chăm sóc trẻ em, đặc biệt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.